bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng. Theo quy định của luật, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải có ít nhất 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu, chủ tịch nước quyết định. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt cấp bậc đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác. Luật cũng bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất trong công an nhân dân gồm 1 vị trí cấp bậc thượng tướng và 5 vị trí cấp bậc thiếu tướng. Trong đó, cấp bậc thượng tướng không quá 7 người bao gồm Thứ trưởng Bộ Công an, không quá 6, và sĩ quan công an nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cấp bậc thiếu tướng không quá 162 người. Trưởng phòng và các vị trí tương đương ở đơn vị trực thuộc Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn lực lượng, trung đoàn trưởng ở các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội, trưởng phòng tham mưu, nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, công tác đảng và công tác chính trị, trưởng công an quận, thành phố thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm đại tá. Nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan và hạ sĩ quan công an nhân dân.